Hoan hỷ chào đón cô bác, anh chị đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự hanh thông, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là bí mật cuộc đời tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, từ 68 tuổi trở đi, tránh được 3 điều này, được trời phương Phật độ, vượt qua tử nạn, về già cực giàu có. Bí mật chấn động về đại vận tuổi Đinh Dậu 1957, từ 68 đến 100 tuổi, tránh 3 điều này, gặp dữ hóa lành, vượt qua tử nạn, đổi đời giàu sang, sống thọ cả đời. Đinh Dậu cung Tốn, tuổi là lửa ở dưới núi cháy hoài ngày đêm, mùa xuân mùa hạ sinh ra, đặng sinh sung sướng làm nên chức quyền, thu đông lỗi số tự nhiên, hỏa bị thủy khắc đảo điên cực hoài, số này chung vận bôn ba, khá rồi tan rã khiến ta chưa cầm, hậu vận mới đặng an tâm, dư ăn dư để của cầm khỏi rơi, số này vận mạng đổi đời, xa quê xa xứ ở thời mới an, bụng người cũng có tính linh, nghi đâu có đó thiệt tình chẳng sai, số tuổi lòng dạ thẳng ngay, của rơi không lượm gặp người chỉ cho. Vâng, thưa quý cô bác, tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, người xưa có câu, cha mẹ sinh con trời sinh tính, vì vậy cuộc sống của một người dù khó khăn thế nào, chỉ cần biết cách đối nhân xử thế thì bản mệnh chắc chắn sẽ có đường thuận lợi cát lành như mong muốn. Kỳ thực trải qua hàng vạn kiếp luân hồi, nhân sinh tính cách của một người sinh ra, sao đã quyết định số phận hung cát sang hèn của họ, đúng như câu nói, ở hiền giới từ bi cho biết, trong số 12 con giáp có tuổi Đinh Dậu được trời sinh có tính cách tuyệt vời. Họ sống có tình có nghĩa, biết người biết ta, không chỉ thấu tình đạt lý mà còn hiểu được cảm xúc người khác nhờ. Vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ bất kể ngoài đời sóng gió hay trông gai. Con giáp này luôn được giúp đỡ đúng lúc. Ngoài ra những mối quan hệ của họ không những giúp họ vượt qua khó khăn mà còn đem lại nhiều tài vận. Càng lớn tuổi họ càng giàu có, gia đạo cũng hưng thịnh. Đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, tuổi Đinh Dậu là con giáp được luận giải về 5 năm may mắn nhất trong đời. Dẫu trước đây gặp vô số nạn khiếp, Đinh Dậu hao tiền tốn của, bệnh tật đầy thân, chịu nhiều áp bức bất công, nhưng từ nay trở đi chỉ cần biết 3 điều cấm kỵ này thì mọi khổ đau trong đời lập tức xoay chuyển thành phúc lộc, may mắn đến tới tấp, giàu sang phú quý 3 đời. Vậy 3 điều đó là gì? Thời cơ nào đang đến với tuổi Đinh Dậu? Quý bạn cần phải làm gì để nắm bắt vận may? Thì hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây. Chán nhăn rồi tóc cũng đã hoa râm, mới thoáng chốc lên hàng năm rồi nhỉ, đã tồn tại trên đời 5 thập kỷ, trong thâm tâm chưa kịp nghĩ mình già, hơn nửa đời đã lẳng lặng trôi qua, đã vùng vẫy bao phong ba bão tố, khi sóng lặng bình tâm ngồi nhầm số, được mất gì bởi duyên số cho ta, còn điều gì day dứt tuổi xuân qua, cố làm nốt khi ta còn có thể, kẻo hối tiếc khi muộn màng đã trễ, chuyến đò chiều đang ở bên chờ ta. Đinh Dậu đã đang đi qua gần 70 năm cuộc đời rồi, đối với hết thảy đều đã sáng tỏ, trong suốt, bỗng nhiên xem nhẹ được rất nhiều chuyện, nghĩ thông suốt được rất nhiều đạo lý. Khi bước qua tuổi 68 và trải qua hơn nửa cuộc đời dài với nhiều khó khăn và vất vả, lúc này mọi thứ đối với Đinh Dậu không còn quá quan trọng, mà điều bản mệnh quan tâm là sắp tới bản thân có khỏe mạnh và bình an hay không. Quả thực thời gian không buông tha bất cứ ai, có thể biến màn từ tuổi trẻ mạnh mẽ sung sức, trở thành ông lão bà lão tóc bạc lưng còng. Cho dù Đinh Dậu từng một thời oai nghiệt hoặc đảm bảo thanh cao, dù ra sao tất cả đều đã qua đi, đoạn đường nhân sinh kế tiếp bạn đã chuẩn bị sẵn sàng. Thực ra con người đã đi đến cái tuổi này, khổ cực gì cũng đều đã trải qua, thế nên chúng ta ở hành trình cuối cùng của nhân sinh này cũng cần thản nhiên vượt qua. Người già có thể trông cậy vào đâu, chỉ có chính mình nhất định phải chuẩn bị từ sớm. Con cái đối với bạn là đạo lý, hiển nhiên khi con cái đưa tiền cho bạn cũng không cần cự tuyệt, trong cái thiện thì hiếu đứng đầu, con cái hiếu kính bảo là tốt, điều đó chứng tỏ bạn đã không giáo dục chúng một cách uổng phí. Nhưng bất kể chúng đối với bạn tốt đến mấy, cũng chớ quên nhân sinh phải dựa vào chính mình, quãng đời còn lại ngàn vạn lần đừng dựa dẫm vào người khác. Mỗi ngày trôi qua mệnh chủ chỉ cần vui vẻ hạnh phúc là tốt rồi, muốn đi du lịch thì cứ đi, làm những việc mà mình muốn,
Làm người đã gần trải mốc 68 có cực khổ nào mà chưa nếm trải. Nhân sinh đã đi quá nửa hành trình, quãng đời còn lại chỉ cần bạn đối đãi tốt với chính mình. Đến khi bạn già rồi bạn còn có thể dựa vào ai? Chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Ngoại trừ chính mình ra ai cũng đều có khả năng rời bỏ bạn. Đối với chính mình tốt một chút như vậy đã là đủ rồi. Cả cuộc đời vất vả kiếm tiền, đến cuối cùng lại không đối tốt với chính mình. Đến khi nhắm mắt xuôi tay liệu ai sẽ là vì bạn mà thật lòng rơi nước mắt? Chính vì thế bản mệnh hãy cứ đối tốt với bản thân mình, đừng nghĩ nhiều như vậy. Tuổi Đinh Dậu giống như chú gà luôn giữ tinh thần tập trung cao độ, giữ gìn của cải, bảo vệ những người thân yêu. Đến khi bỗng quay đầu nhìn lại, sống 68 tuổi cũng là 68 năm cuộc đời, buồn vui sướng khổ sang hèn vinh nhục chưa kịp phản ứng. Người xưa nói, ngũ thập chi thiên mệnh, nghĩa là 68 tuổi biết mệnh trời, quả không sai. Hiện tại của Đinh Dậu 1957, tiếc rằng 2023 nếu là một đoạn thời không thông, thế không thuận, thì 2024 này là một năm của một sự khởi đầu, không chỉ khởi đầu đẹp cho một năm, mà là một chuỗi chuyển cảnh dài lâu cho giai đoạn cuối trung vận và hậu vận của Đinh Dậu suốt sau này. Nó là cái đoạn mà triệu triệu dòng cảm xúc phần xoay, rèn tâm luyện tính cho Đinh Dậu, hình thành nhân cách, tư duy, khai mở trí tuệ, trình độ và biến Đinh Dậu trở thành một con người kiên cường, nội tâm, tình cảm, tuy tự lập và nhiều tự trọng, cũng thức tỉnh trọn vẹn cái mong muốn thành công cùng những mầm tài năng tương ứng để có thể tận dụng mà xây dựng tựu thành trong Đinh Dậu. Tuổi Đinh Dậu tượng trưng cho thành công khi đã trải qua bao vất vả, khó khăn, đa phần họ là người đáng tin, sống có nguyên tắc. Không những vậy mà họ còn làm việc cẩn thận, không biết mệt mỏi là gì, biết lắng nghe ý kiến của người khác. Tuy nhiên, nếu muốn thay đổi quan điểm của họ thì rất khó khăn. Đinh Dậu thường che giấu tính cách bướng bỉnh không chịu khuất phục ai, bởi vẻ ngoài đơn giản, sự thông minh được ẩn dưới lớp vỏ bọc trầm lặng, kiệm lời. Về cơ bản, người sinh năm Đinh Dậu 1957 khá hướng nội, nhưng lúc cần thiết họ lại vô cùng dũng cảm, oai hùng, có óc tưởng tượng tốt, chủ động và có nhiều tham vọng. Đinh Dậu có suy nghĩ đơn giản, rạch ròi, không rào trước đón sau, là một người bạn đáng tin cậy. Bạn có thể tâm sự với họ về băn khoăn của mình, họ sẽ giải quyết vấn đề cho bạn bằng một cách đơn giản nhất. Trong cuộc sống, người tuổi Đinh Dậu rất thông minh, thân thiện, lịch sự, lại được hưởng phúc gia đình, nhờ cậy người thân ruột thịt. Tuy nhiên, nên chú ý bên cạnh có kẻ tiểu nhân sẵn sàng gây họa bất cứ lúc nào. Người sinh năm Đinh Dậu suy nghĩ thấu đáo, tính tình hiền dịu, cũng rất biết ăn nói, họ là người quảng giao, hay quan tâm giúp đỡ người khác. Người này hiếm khi gây mâu thuẫn với mọi người, họ luôn theo tôn chỉ, dĩ hòa vi quý, vì thế có thể biến thù thành bạn. Họ rất tốt với bạn bè và đồng nghiệp, song trong thâm tâm vẫn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người, không quá thân thiết như vẻ bề ngoài. Họ luôn tự tin vào bản thân mình, dễ cảm thấy hạnh phúc, hài lòng với cuộc sống mình đang có. Có thể nói, tuổi Đinh Dậu thuộc vào top những con giáp may mắn nhất cả về đường công danh, sự nghiệp lẫn tình duyên. Trong cuộc đời, mỗi khi khó khăn, tuổi Đinh Dậu lại gặp được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, cả đời được sống trong an nhàn, bình yên. Những người này có duyên trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, nếu có sự cố gắng sẽ đạt được nhiều thành công. Người tuổi Đinh Dậu thường có trí tuệ hơn người, làm việc rất rõ ràng và minh bạch, tuy nhiên họ lại có nhược điểm là hay đa tình, do dự và bướng bỉnh. Nhưng bù lại họ luôn là người đưa ra những lời khuyên đúng đắn đối với người khác và sẽ tiếp nhận góp ý từ người khác trong công việc để tốt hơn. Người tuổi Đinh Dậu cũng rất biết hưởng thụ, thích thưởng thức cái đẹp và yêu thích sự giàu sang. Họ dốc sức để đẩy mạnh hòa bình cho nhân loại và giữ hòa khí giữa mọi người, tránh để xảy ra mâu thuẫn và những điều không hay. Kín đáo, dễ chịu và là người bạn tốt, ở Đinh Dậu là sự khiêm nhường, biết giữ gìn ý tứ, có đức hạnh, có một thị hiếu hoàn hảo, tuổi Dậu thích giao thiệp. Người ngoài rất quý mến họ, người tuổi Đinh Dậu rất gắn bó với những ai họ cảm mến và đặc biệt Đinh Dậu luôn là người quan tâm tới gia đình, họ hàng và bè bạn. Họ không dễ gì mất bình tĩnh, rất đằm tính, tránh cáu giận với mọi người xung quanh. Người tuổi Đinh Dậu có một ý chí mạnh mẽ và lòng yêu thương mãnh liệt dành cho gia đình, đó cũng là động lực thúc đẩy dành cho họ. Trong cuộc sống gia đình, Đinh Dậu luôn là trung tâm, đó là do họ luôn để dành toàn bộ tiền bạc và công sức để tạo nên một không gian sống đáng yêu nhất. Khiếu thẩm mỹ sẵn có sẽ giúp họ trang hoàng tổ ấm của mình vừa ấm cúng hài hòa vừa tinh tế, với lòng đam mê nghệ thuật. Họ luôn dành thời gian cho những gì liên quan đến lĩnh vực này, hãy nhìn đồ vật xung quanh họ xem, cả một kho báu đấy chứ. Trắng bạch kim là màu may mắn dành cho người tuổi Đinh Dậu, người tuổi này cũng thích làm đẹp, ưa trưng diện hơn nhiều so với người bình thường. Quý ông quý bà không tiếc tâm sức tiền bạc để sắm thêm những bộ trang phục hào nhoáng, đẹp đẽ cho mình, họ rất quan trọng hình thức bên ngoài của mình.
Bởi vậy bạn sẽ không bao giờ thấy tuổi Dậu ra khỏi nhà với trang phục luộm thuộm, mái tóc khô sơ. Cho dù không có điều kiện về kinh tế, nhưng tuổi Dậu sẵn sàng đầu tư một khoản tiền lớn để chăm sóc sắc đẹp cho bản thân. Họ thích trưng diện những bộ trang phục độc đáo lạ mắt, không trùng lặp với bất kỳ ai. Tuổi Đinh Dậu sớm bộc lộ những phẩm chất, tư chất của một nhà ngoại giao tài ba và một chính trị gia lão luyện dạn dày. Tuy Đinh Dậu thời trẻ không giàu có dư dật, nhưng về già hưng vượng, thu chi thoải mái, thời thanh niên trai tráng gặp không ít sóng gió, nhưng qua cơn sóng giữ lại được bình yên, về già sung túc. Sự nghiệp không những vững chắc, ổn định, mà tài vận còn dồi dào, càng lớn tuổi càng gặt hái được nhiều thành công. Nhìn chung, tính cách tuổi Đinh Dậu đã giúp họ có được cuộc sống viên mãn, vạn người ao ước, hậu vận an nhàn tận hưởng mọi phước lành trời ban. Xét về khía cạnh sự nghiệp của tuổi Đinh Dậu, Phật Bà Quan Âm độ mạng, Đinh Dậu cung tốn tuổi ta, lửa ở dưới núi cháy hoài ngày đêm, mùa xuân mùa hạ sinh ra, đặng sinh sung sướng làm nên chức quyền, thu đông lỗi số tự nhiên, hỏa bị thủy khắc đảo điên cực hoài, số này trung vận bôn ba, khá rồi tan giã khiến ta chưa cầm, hậu vận mới đặng an tâm, dư ăn dư để của cầm khỏi rơi, số này vận mạng đổi đời, xa quê xa xứ ở thời mới an, bụng người cũng có tính linh, nghi đâu có đó thiệt tình chẳng sai, số tuổi lòng dạ thẳng ngay, của rơi không lượng gặp người chỉ cho. Đối với nam mạng Đinh Dậu, xem tử vi thấy rằng những người tuổi này có cuộc sống tiền vận và trung vận không được thuận lợi, chỉ khi bước sang hậu vận mới được hưởng sang giàu, quyền quý. Khi tuổi còn trẻ, cuộc sống gặp nhiều trắc trở, đến khi bước vào trung vận sự nghiệp mới được vẹn toàn. Những người tuổi này có số được hưởng thọ từ 84 tuổi đến 96 tuổi, những ai ăn ở hiền lành, làm nhiều việc tốt, tích được nhiều phúc đức tự khắc được gia tăng niên kỷ. Đối với nữ mạng Đinh Dậu, cuộc sống của những người tuổi Đinh Dậu nữ mạng không gặp nhiều thuận lợi ở tiền vận, đến hậu vận công danh và chuyện tình cảm có nhiều rối ren, tuy nhiên ở trung vận có nhiều cơ hội phát triển và thành công rực rỡ. Những người này có số hưởng thọ trung bình từ 83 tuổi đến 90 tuổi, những người sống tốt đời đẹp đạo, làm nhiều việc thiện thì tự khắc kỷ sẽ được tăng lên. Về tài lộc chọn đời Đinh Dậu, sinh năm 1957. Tuổi Đinh Dậu không được tốt lắm vào tiền vận cũng như trung vận, số chỉ có thể trở nên giàu sang phú quý vào hậu vận mà thôi. Cuộc đời tuổi nhỏ có nhiều thay đổi và lao đao không ít. Từ lúc lớn tuổi trở đi mới hoàn thành được sự nghiệp, còn tùy theo số mạng của từng người, nếu bạn làm việc thiện thì sẽ được gia tăng thêm niên kỷ. Người cầm tinh con gà là người có hoài bão, lý tưởng cao đẹp, số phận có tiền đồ sáng lạn rộng mở. Mỗi khi gặp khó khăn, khắc có cơ hội cứu cánh xuất hiện, thoát khỏi tình huống nguy hiểm, họ có chí tiến thủ, muốn tự dựa vào sức mình lập nghiệp chứ không chỉ dựa vào nguồn thu nhập ổn định mà sống qua ngày. Xét về lâu dài, tuổi Đinh Dậu có vận số tài lộc tốt, tuy nhiên cần chú ý cẩn thận trong việc kiểm soát tài chính, chứng khoán, lúc hưng thịnh cũng không nên đầu tư toàn lực. Tuổi Dậu hợp với tuổi Sửu và tuổi Tỵ, tam hợp quý nhân mang lại may mắn, tiền tài, phúc lộc. Vì vậy tuổi Đinh Dậu nên hợp tác giao hảo với người tuổi Sửu và tuổi Tỵ để tăng hiệu quả trong việc làm ăn và nhận được nhiều may mắn trong cuộc sống. Sức khỏe chọn đời tuổi Đinh Dậu 1957. Trong ngũ hành, tuổi Dậu thuộc hành kim, đặc trưng của kim là khô ráo, dương khí mạnh, khí khô lưu thông qua phổi. Vì vậy người hành kim thường mắc các bệnh liên quan đến phổi và khí quản, đặc biệt là các loại bệnh có đặc tính khô nóng, để phòng bệnh dưỡng thân. Tuổi Dậu hãy chú ý ăn uống, nên ăn nhiều thực phẩm có tính âm, đồng thời học cách điều hòa tâm tính, đừng lo lắng quá nhiều, giữ đầu óc cởi mở và linh hoạt. Ngoài ra, Phật độ mệnh của tuổi Dậu là Vô Động Tôn Bồ Tát. Nếu con giáp này mang theo người những vật tượng trưng của Phật hoặc dốc lòng thờ cúng, sẽ được Vô Động Tôn Bồ Tát phù hộ độ trì vượt qua những tai nạn, bệnh tật, đau ốm. Thêm vào đó, tuổi Dậu có thể chọn những vật trang trí nhà cửa có hình dạng quả hồ lô. Từ xa xưa, hồ lô đã có ý nghĩa là vật cát lành, trừ tà, xua đuổi bệnh tật, có thể giúp cầu sức khỏe tốt, đồng thời đem lại nhiều may mắn. Về tình cảm gia đạo chọn đời Đinh Dậu 1957. Chuyện tình duyên của những người tuổi Đinh Dậu nam mạng được chia ra làm 3 trường hợp như sau. Những người tuổi này sinh vào các tháng 2, 3 và 9 âm lịch thì chuyện tình duyên có thể sẽ phải thay đổi 3 lần trong cuộc đời. Những người sinh vào các tháng 4, 6, 7, 8, 10 và 11 âm lịch thì cuộc đời sẽ có 2 lần thay đổi trong chuyện tình duyên. Còn những ai sinh vào các tháng 1, 5 và 12 âm lịch thì chuyện tình duyên vô cùng viên mãn, không có sự thay đổi nào trong cuộc đời. Chuyện tình duyên của những người nữ tuổi Đinh Dậu được chia thành 3 trường hợp sau. Nếu những người này sinh vào các tháng 3, 6, 8 và 10 âm lịch, thì chuyện tình duyên sẽ có 3 lần thay đổi trong cuộc đời.
Những ai sinh vào các tháng 2, 4, 7, 9 và 11 âm lịch thì cuộc đời sẽ có hai lần thay đổi trong chuyện tình duyên. Còn những người sinh vào các tháng 1, 5 và 12 âm lịch sẽ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn và không phải trải qua sự thay đổi nào trong chuyện tình duyên. Tuổi hợp làm ăn với nữ mạng Đinh Dậu. Lựa chọn các tuổi Mậu Tuất, Nhâm Dần và Giáp Thìn để hồn hợp làm ăn hay thực hiện các dự định lớn sẽ là sự lựa chọn sáng suốt cho những người nữ tuổi Đinh Dậu. Những tuổi này sẽ giúp cho công việc được suôn sẻ, gặp nhiều may mắn, mưu sự át thành. Lựa chọn chồng, kết duyên với những nam mạng vừa hợp về đường tình duyên lại hợp về đường tài lộc như Mậu Tuất, Nhâm Dần, Giáp Thìn, Bính Thân thì cuộc sống hôn nhân của người nữ Đinh Dậu sẽ vô cùng viên mãn. Các tuổi Kỷ Hợi, Tân Sửu, Ất Tỵ và Ất Mùi chỉ hợp với bạn về đường tình duyên mà không hợp về đường tài lộc. Nếu nên duyên chồng vợ với những tuổi này thì cuộc sống được tạo dựng chỉ dừng lại ở mức vừa đủ, còn tình cảm vợ chồng thì vẫn hạnh phúc, mặn nồng. Cuộc sống sẽ gặp nhiều khó khăn, vất vả khi bạn xây dựng hạnh phúc gia đình với những nam mệnh không hợp về tình duyên và tài lộc, đó là các tuổi Đinh Dậu và Quý Mão. Bạn không nên kết mối lương duyên vào các năm xung khắc trong đường tình duyên, đó là các năm 19, 20, 26, 31, 32, 38 và 43 tuổi. Sẽ tránh được những trắc trở trong cuộc sống và hôn nhân. Tuổi hợp làm ăn với nam mạng Đinh Dậu. Mậu Tuất, Nhâm Dần và Giáp Thìn là ba tuổi hợp với bạn về đường tài lộc. Nếu bạn cộng tác với các tuổi này thì công việc sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, mang về nhiều lợi nhuận cho cả hai người. Lựa chọn vợ. Nếu có thể kết hôn với các tuổi Mậu Tuất, Nhâm Dần, Giáp Thân và Bính Thân, vừa hợp về đường tình duyên lại hợp về đường tài lộc thì bạn sẽ được sống cuộc sống vương giả, hạnh phúc. Nếu chọn các tuổi chỉ hợp về tình duyên mà không hợp về tài lộc như Kỷ Hợi, Tân Sửu, Ất Tỵ và Ất Mùi thì vợ chồng bạn vẫn hòa thuận, yêu thương lẫn nhau nhưng cuộc sống của bạn chỉ ở mức vừa đủ ăn đủ tiêu chứ không vươn tới được sự cao sang, quyền quý. Còn nếu bạn lựa chọn kết hôn với hai tuổi Đinh Dậu và Quý Mão thì suốt cuộc đời hai bạn sẽ phải sống trong khó khăn, vất vả vì hai tuổi này không hợp với bạn cả về tình duyên lẫn tài lộc. Và bây giờ sẽ là mục được nhiều quý cô bác anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó là vận trình tử vi năm mới 2024, tức tuổi Đinh Dậu 68 tuổi, và đặc biệt là cách hóa giải vận hạn cho Đinh Dậu 1957, có một năm mới may mắn, bình an và giàu có. Những người tuổi Đinh Dậu có ngày sinh từ ngày 31 tháng 1 năm 1957 đến ngày 17 tháng 2 năm 1958 dương lịch, cầm tinh con gà. Thiên can Đinh kết hợp với địa chi Dậu mang ý nghĩa độc lập chi kê, gà độc thân. Nam mạng tuổi Đinh Dậu 1957, mệnh Hỏa, Sơn hạ Hỏa, năm 2024 là năm Giáp Thìn, mệnh Hỏa, theo quy luật ngũ hành, mệnh Hỏa của năm gặp mệnh Hỏa của tuổi nên được bình hòa, lại có thiên can Giáp gặp can Đinh là bình hòa, địa chi Thìn lục hợp với Dậu nên rất tốt. Với những yếu tố thuận lợi về mệnh, thiên can, địa chi, năm 2024 được dự đoán là một năm đầy khởi sắc với nam mạng tuổi Đinh Dậu. Nếu có dự định nào đó đã ấp ủ từ lâu thì mệnh chủ hãy tiến hành thực hiện. Trong năm Giáp Thìn này, nam Đinh Dậu 1957 sẽ gặt hái được nhiều thành công nếu có mục tiêu rõ ràng và kiên trì, nỗ lực làm việc. Chủ mệnh sống lành mạnh, tích cực, luôn giữ sự bình tĩnh để giải quyết mọi vấn đề thì cuộc sống sẽ sung túc, ấm no. Bước sang độ tuổi 68, sự nghiệp của nam tuổi Đinh Dậu đã có sự ổn định và đạt được những thành tựu nhất định. Chủ mệnh chỉ quan tâm đến vấn đề làm sao để duy trì được những thành quả ấy và để lại làm nền tảng cho con cháu phát triển sau này. Đối với tuổi Đinh Dậu nam mạng, đây đã là thời gian nghỉ hưu tĩnh dưỡng, nhưng là người chăm chỉ, cần cù nên chủ mệnh vẫn làm những công việc nhẹ nhàng, an toàn, vừa để tinh thần thoải mái lại tốt cho sức khỏe. Vận trình tài chính của quý ông tuổi Đinh Dậu trong năm 2024 rất ổn định, thuận lợi, mệnh chủ nhận được những khoản lương hưu mỗi tháng, đủ để trang trải chi phí sinh hoạt trong cuộc sống đời thường. Thỉnh thoảng lại có những niềm vui bất ngờ do được con cháu biếu tặng, nếu sống tiết kiệm, chi tiêu hợp lý, thì nam tuổi Đinh Dậu sẽ có những khoản tiền tiết kiệm dư giả trong năm 2024 này. Khoản dự trữ này rất cần thiết để quý ông có một cuộc sống an lạc, thư thả, chủ động hơn. Phương diện gia đạo của nam tuổi Đinh Dậu trong năm 2024 được hòa thuận, vui vẻ, là người lớn tuổi trong gia đình. Chủ mệnh luôn cư xử chuẩn mực để làm gương cho con cháu. Chính vì thế, quý ông rất có tiếng nói trong gia đình và được mọi người kính nể.
Ở tuổi 68 cũng là thời điểm tuổi Đinh Dậu nam mạng nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bởi suy cho cùng, gia đình mới là sự nghiệp quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người. Những bữa ăn tối thân mật, những cuộc trò chuyện chia sẻ, thấu hiểu nhau sẽ giúp mọi người trong gia đình gần gũi, gắn kết với nhau hơn. Ở độ tuổi này, sức khỏe của nam mạng Đinh Dậu đã xuất hiện những dấu hiệu lão hóa, thi thoảng gặp những thay đổi trong cơ thể, đau ốm vặt, nhưng chủ mệnh không được chủ quan mà phải đi thăm khám sức khỏe định kỳ. Trong năm 2024 này, bản mệnh nên giữ cho mình một tâm trí thảnh thơi, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, nghỉ ngơi điều độ để có một sức khỏe tốt nhất. Đồng thời Đinh Dậu nam mạng có thể tham gia các khóa thiền định, tập luyện dưỡng sinh để làm đẹp đời sống tinh thần. Riêng đối với nữ mạng Đinh Dậu, ở độ tuổi này, sự nghiệp của quý bà đã đi vào quỹ đạo của sự ổn định, không gặp nhiều biến động, chủ mệnh là người giàu kinh nghiệm, làm việc có những thành tựu cho riêng mình, vì thế hãy truyền đạt lại những kiến thức cho con cháu để tạo nền tảng vững chắc cho đời sau. Tuổi Đinh Dậu nữ mạng trong năm 2024 nên duy trì những công việc nhẹ nhàng, không áp lực nhiều, chủ yếu là để tinh thần thoải mái. Trong những lúc rảnh rỗi, cân bằng được thời gian giữa công việc và gia đình sẽ giúp quý bà tận hưởng được từng phút giây của cuộc sống. Vận trình tài chính của quý bà tuổi Đinh Dậu trong năm 2024 khá thuận lợi. Ở độ tuổi này, chủ mệnh nên có những khoản tiết kiệm dự trữ, đề phòng nếu có việc cần đến tiền bạc. Nữ tuổi Đinh Dậu cũng được nhận lương hưu mỗi tháng nên bản mệnh không lo lắng nhiều về chuyện tiền bạc. Chủ yếu khi ở độ tuổi 68 Đinh Dậu nữ mạng hướng tới cuộc sống giản dị, thanh tao, chọn một cuộc sống đơn giản giúp chủ mệnh bớt trăn trở, suy nghĩ, không bị chuyện tiền bạc trở thành áp lực. Trong năm 2024, tuổi Đinh Dậu nữ mạng sẽ được tận hưởng những niềm vui nho nhỏ bên con cháu, gia đình mình. Là người lớn tuổi trong gia đình, quý bà luôn cư xử đúng chuẩn mực để con cháu noi theo. Đối với nữ tuổi Đinh Dậu 1957, gia đình có đoàn kết thì mới nhận được nhiều phúc khí để các thành viên trong gia đình thêm gần gũi, gắn bó với nhau hơn. Thì rất cần có sự kết nối của quý bà, những bữa cơm quây quần bên gia đình, sự trò chuyện, quan tâm lẫn nhau là mấu chốt để gia đình luôn hòa hợp, hạnh phúc. Trong năm 2024 này, nữ mạng tuổi Đinh Dậu 1957 nên chú ý tới tình trạng sức khỏe của bản thân. Chủ mệnh nên thăm khám sức khỏe định kỳ để duy trì cơ thể ở trạng thái khỏe mạnh nhất, đồng thời không chủ quan dù chỉ là đau ốm vặt. Để sống khỏe thì ngoài việc quan tâm tới chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi điều độ, thể thao lành mạnh, quý bà tuổi Đinh Dậu nên chú trọng về đời sống tinh thần. Bởi thân và tâm của con người có mối liên kết với nhau, muốn sống khỏe thì tinh thần lúc nào cũng thoải mái, lạc quan. Cách hóa giải vận hạn bằng phong thủy may mắn cho người tuổi Đinh Dậu 1957. 1. Chọn tuổi hợp với Đinh Dậu 1957. Theo luận giải tử vi, nếu làm ăn hay kết hôn, hợp tác hay cộng tác thì nên làm ăn với những tuổi này là các tuổi thuận về tài lộc. Việc làm ăn sẽ phát đạt và sẽ không sợ bị thất bại, đó là các tuổi Mậu Tuất, Nhâm Dần, Giáp Thìn. 2. Màu sắc hợp mệnh với Đinh Dậu 1957. Tuổi Đinh Dậu mệnh hỏa, có ngũ hành tương sinh tương khắc như sau: tương sinh, mộc sinh hỏa, tương khắc, thủy khắc hỏa. Theo nguyên lý tương sinh tương khắc ta có, tuổi Đinh Dậu hợp với các màu tương sinh và màu bản mệnh. Màu tương sinh của tuổi Đinh Dậu có màu tương sinh thuộc mộc là những gam màu xanh lục, màu xanh rêu, màu xanh coban, màu xanh lá cây, màu xanh đen, màu xanh nõn chuối, màu xanh cốm, màu vàng ánh xanh. Màu bản mệnh của tuổi Đinh Dậu, ngoài những màu xanh tương sinh, thì các gam màu đỏ cũng rất tốt cho người tuổi Đinh Dậu như tím hoa cả, hồng cánh sen, tím, hồng, phớt hồng, hồng phấn, tím cánh sen. Màu tương khắc của tuổi Đinh Dậu, nếu bạn sinh năm Đinh Dậu, thì tốt nhất là không nên dùng những màu xanh nước như màu đen, xanh nước, vì màu đen tượng trưng cho hành thủy, mà vì thủy khắc hỏa, không tốt cho người tuổi Đinh Dậu. Ngoài quy luật ngũ hành về màu tương sinh tương khắc nêu trên, trong cách chọn màu sơn nhà theo mệnh hay phong thủy, quý cô bác cần quan tâm vấn đề phản sinh phản khắc trong ngũ hành. 3. Phật độ mệnh của Đinh Dậu 1957. Mặt Phật bản mệnh, vòng tay đá tự nhiên là vật phẩm phong thủy mang tới vận may, tăng sinh khí, hỗ trợ thân chủ rất nhiều trong công việc và cuộc sống. Tuổi Đinh Dậu 1957 được Phật Bất Động Minh Vương hộ mệnh, nếu muốn giải trừ vận hạn, cải thiện sức khỏe, tinh thần thì có thể đeo mặt Phật bản mệnh Bất Động Minh Vương bên mình. Tuổi Đinh Dậu 1957, mệnh hỏa nên chọn mặt Phật làm từ đá mã não đỏ, hành hỏa là hợp với bản mệnh nhất. Ngoài ra, có thể chọn mặt Phật đá thạch anh xanh hành mộc bởi vì mộc sinh hỏa cũng rất tốt cho bản mệnh.
Quý vị thân mến, tuổi Đinh Dậu 1957 đã ở giai đoạn đứng bên kia sườn dốc cuộc đời, nhất định có 3 đại kỵ nên đề phòng để vận trình còn lại bình an và hạnh phúc. Tuổi già phải đối mặt với nguy cơ mắc bệnh cao nhất, vì thế cần phải chủ động phòng ngừa để có sức khỏe tốt và thần kinh minh mẫn. Ngoài cách siêng năng vận động cơ thể, cách đề phòng hiệu quả nhất không gì khác là điều chỉnh chế độ ăn uống và bổ sung lượng dinh dưỡng phù hợp. Vậy những thần dược nào được xem là tốt cho sức khỏe người lớn tuổi? Những bệnh thường hay gặp ở người già thường là các bệnh liên quan đến đường hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản, các bệnh về đường tiêu hóa như ăn không tiêu, đầy hơi, chướng bụng, táo bón, những bệnh liên quan đến hệ thống tuần hoàn như bệnh cao huyết áp, xơ vữa động mạch, bệnh loãng xương hay bệnh cao mỡ máu cũng là những bệnh thường thấy ở người già. Vì thế, khi chăm sóc người già, cần xem xét chế độ dinh dưỡng phù hợp để phòng ngừa bệnh, bớt muối để giảm cao huyết áp. Bệnh cao huyết áp là bệnh rất thường gặp ở người già. Vì thế, trong chế độ ăn của người già nên điều chỉnh lượng muối phù hợp, chỉ nên ăn lượng muối dưới 4-5 gram trên ngày. Để có giấc ngủ ngon, người già thường bị chứng mất ngủ, khó ngủ, giấc ngủ thường ngắn và không sâu, điều này ít nhiều gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì thế, nên chọn những loại thức ăn có khả năng giúp cho người già có một giấc ngủ ngon hơn như rau nhút, hạt sen, củ súng, nhãn, táo, nước ép chua hoặc một ly sữa ấm trước khi đi ngủ cũng sẽ giúp người già ngủ ngon giấc hơn. Đề phòng táo bón. Táo bón được xem là căn bệnh kinh niên ở người già, nguyên nhân là do người già ít vận động, ăn không đủ chất xơ và uống không đủ nước. Chính vì thế người già cần phải chú ý bổ sung thêm nhiều rau quả để bổ sung chất xơ, giúp hỗ trợ tiêu hóa như cam, quýt, cải bắp, súp lơ, cải ngọt. Ngăn ngừa loãng xương. Bệnh loãng xương là bệnh đứng thứ hai sau bệnh tim mạch ở người già. Khi bị loãng xương, người già sẽ bị đau nhức xương, đau lưng, đau các khớp xương và hậu quả xấu có thể là bị dạn, nứt hay gãy xương. Vâng, cảm ơn quý anh chị đã quan tâm đón đọc những chia sẻ của ban biên tập chương trình về Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý anh chị cùng toàn gia chung năm Quý Mão, phúc khang an thái, phúc lai tai tống, phúc lộc tựa vân lai. Đừng quên đăng ký và để lại bình luận xuống bên dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.